Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều dự án liên kết lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi phát huy hiệu quả. Quảng Nam phát triển du lịch cộng đồng trên nền tảng văn hóa truyền thống của đồng bào miền núi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025. Dự lễ phát động có quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Lễ phát động trực tuyến trên toàn quốc. Tham dự tại đầu cầu Quảng Nam có các đồng chí Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và lãnh đạo các sở ban ngành. Phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận đánh giá cao việc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ gia đình đang phải sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, tập trung ở vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo. Với tinh thần toàn dân, toàn diện, chung sức vì người nghèo, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025, phấn đấu xóa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ảnh hưởng bởi thiên tai. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp các ngành quyết liệt thực hiện mục tiêu trên, phát huy các nguồn lực nhà nước, nhân dân, xã hội, doanh nghiệp, truyền thống tinh hoa của dân tộc để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra, đúng đối tượng, công khai minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2025, cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trong cả nước. Ngay tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp tổ chức đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 376 tỷ đồng. Hôm qua, đoàn công tác của huyện Phú Ninh dự hội nghị thường niên năm 2024 dự lễ khánh thành công trình trường tiểu học Thà Tèn, bản Hủy Sai, huyện Thà Tèn, chúc Tết cổ truyền Bông Bi Mây tại huyện Thà Tèn, tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại hội nghị thường niên năm 2024 giữa hai huyện Thà Tèn Lào, Phú Ninh Việt Nam, hai bên đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị trong một năm qua của mỗi huyện, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện biên bản hội nghị thường niên năm 2022 được ký kết giữa hai huyện Phú Ninh, Thà Tèn vào năm 2022. Nội dung hợp tác trong giai đoạn 2025-2028, hai bên đã thảo luận và ký kết biên bản hội nghị thường niên năm 2024. Theo đó, các nội dung lớn tập trung ghi nhớ như huyện Phú Ninh hỗ trợ học bổng đào tạo cán bộ chuyên môn, trình độ đại học và cao đẳng tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hỗ trợ xây dựng công trình phúc lợi xã hội, phục vụ dân sinh, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện Phú Ninh, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực giáo dục và y tế. Huyện Thà Tèn hỗ trợ học bổng cho cán bộ huyện Phú Ninh học thạc sĩ ở các trường đại học tại Lào, tiếp tục hỗ trợ trong việc xây dựng di tích lịch sử khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ tại huyện Phú Ninh theo điều kiện thực tế của huyện Thà Tèn. Hai bên thống nhất tổ chức hội nghị thường niên luân phiên 3 năm một lần. Đồng thời, hai bên sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai địa phương nghiên cứu tìm hiểu thế mạnh kinh tế của hai địa phương để hợp tác phát triển kinh tế. Dịp này, đoàn công tác huyện Phú Ninh dự lễ khánh thành và bàn giao công trình trường tiểu học Thà Tèn cho huyện Thà Tèn, tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Công trình có tổng mức đầu tư được duyệt là 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện Phú Ninh và thăm chúc Tết cổ truyền Bông Bi Mây huyện ủy, Ủy ban Chính quyền Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Thà Tèn, tỉnh Sê Công, Lào. Hôm qua, huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Quý 1 năm 2024, các cấp các ngành trong huyện đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết số 12 năm 2023 của huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 3.217 tỷ đồng, đạt trên 23% so với dự toán tỉnh giao, đạt trên 23% so với dự toán huyện giao và giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023.
sản xuất nông nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2024 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2023-2024 đạt trên 5.400 ha. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể được chú trọng. Quý 1, huyện ủy kết nạp mới 38 đảng viên, đạt 33% theo chỉ tiêu tỉnh giao. Chiều qua, huyện ủy Đại Lộc tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất diệt. Tham dự lễ phát động có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Cuộc thi trực tuyến Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất diệt là một trong những hoạt động tuyên truyền nổi bật chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2024. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của huyện, về ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực đóng góp công sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước hiện nay. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet, được tổ chức trong 2 kỳ, mỗi kỳ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 và tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Việc triển khai chính sách này đã giúp ngành nông nghiệp tỉnh hình thành vùng chuyên canh, chuỗi sản xuất và tạo ra sản lượng hàng hóa chất lượng và ổn định đầu ra sản phẩm. 3 năm lại đây, tỉnh Quảng Nam có 75 dự án liên kết lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi được triển khai. Các chương trình liên kết đã thu hút 78 hợp tác xã và 72 doanh nghiệp tham gia, hơn 17.000 hộ dân tham gia. Các dự án tập trung ở lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi. Chính sách khuyến khích hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được tỉnh Quảng Nam tích cực thực hiện, tạo động lực trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nhất là tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra sản phẩm. Trong số 75 dự án liên kết lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, có 66 dự án liên kết lĩnh vực trồng trọt lúa giống thuần, lúa lai, lúa thương phẩm, rau màu và cây ăn quả, lâm nghiệp, chăn nuôi. Các dự án liên kết sản xuất nông nghiệp thu hút 113 hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi với hơn 17.000 hộ dân đồng hành. Diễn ra vào cuối tuần, chợ phiên làng chài Tân Thành trở thành điểm hẹn tiêu biểu về du lịch xanh ở Hội An. Tại chợ phiên cuối tuần diễn ra vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhiều sản phẩm du lịch xanh tại thành phố Hội An đã được giới thiệu thông qua phiên chợ, thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Những ngày cuối tuần, du khách đến Hội An thường có xu hướng khám phá các sản phẩm du lịch xanh ở khu vực ven biển. Làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An là một trong những điểm đến tiêu biểu về du lịch xanh ở Hội An. Cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành, Hội An là một trong 4 đơn vị tại Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN năm 2023. Ngoài các dịch vụ thiết yếu dành cho du khách như lưu trú, ẩm thực, spa, tắm biển, cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành còn cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị như giáo dục cộng đồng về du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, trải nghiệm cùng ngư dân làng chài, tìm hiểu các đặc sản địa phương, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ đường phố, dạy hát bài chòi, hò khoan Quảng Nam, triển lãm nghệ thuật, sắp đặt ngôi trường biển. Nhiều sản phẩm du lịch xanh tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi ngày càng nhiều du khách có xu hướng trải nghiệm văn hóa, khám phá làng quê. Hiện nay mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách tìm về các điểm du lịch xanh, du lịch nông thôn tại Hội An tham quan trải nghiệm. Đặc biệt ở phiên chợ lần này là sự tham gia của các bà con, các làng nghề du lịch cộng đồng miền núi Tây Trường Sơn với rất nhiều đặc sản và món ăn tinh thần. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của làng văn hóa du lịch cộng đồng Bản Dũi, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng rất nhiều các hoạt động hấp dẫn khác. Thưa quý vị, phát triển du lịch cộng đồng trên nền văn hóa bản địa đã được xem là hướng đi phù hợp với các huyện miền núi Quảng Nam hiện nay. Tại huyện Đông Giang, các điểm đến văn hóa cơ tu đã trở thành nơi khám phá của du khách gần xa. Còn với bà con thiểu số nơi đây, việc tham gia làm du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp họ giữ gìn cũng như phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Những ngày cuối tuần, nhà già làng Y Công luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến. Đã 100 tuổi,
song khi được tự tay giới thiệu văn hóa, âm nhạc, trang phục, ẩm thực của đồng bào Cơ Tu đến với du khách, nhất là khách quốc tế, và y công rất hào hứng. Mỗi đợt đón khách như thế này không chỉ mang lại cho ông niềm vui, tự hào, mà còn mang lại một khoản thu nhập khá ổn định. Họ đến như hồi nãy mình là thấy giá trị mình rồi. Nước người họ đến là giá trị, cho nên mình không đòi hỏi gì mấy. Giới thiệu được văn hóa để nghe, không đi được hết mà đi chỗ này đại diện cả cái dân tộc Cơ Tu rồi. Nhà già Y Công chỉ là một trong ba điểm dừng chân của du khách trên chặng đường khám phá văn hóa Cơ Tu tại huyện Đông Giang. Các điểm như làng dịch thổ cẩm Đờ Rồng, làng du lịch cộng đồng Bờ Hồng được hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến tham quan trải nghiệm. Tại làng Bờ Hồng, tùy theo yêu cầu của khách mà các hoạt động như múa tân tung gia giá, trình diễn nhạc cụ, đan lát, dệt thổ cẩm, rồi thưởng thức ẩm thực đặc trưng Cơ Tu thì được bà con nơi đây tận tình phục vụ. Điều này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Thật là tuyệt vời khi được ở đây với người Cơ Tu và tìm hiểu về văn hóa, âm nhạc, ẩm thực của họ và chia sẻ với họ. Tôi thấy họ là những người rất tốt bụng, họ luôn mỉm cười. Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ nhớ lòng tốt và sự hào phóng của người dân nơi đây. Thật là tuyệt vời. Nhiều người rất hào phóng và thân thiện với chúng tôi là những khách du lịch. Trong nước và mình này cũng đã có nhiều khách du lịch đến, nhất là trước dịch Covid thì nói chung là khách Tây đến đây, nhất là làng Bờ Hồn, là cái làng mà truyền thống của đồng bào Cơ Tu là vẫn còn giữ nguyên. Để phát triển du lịch cộng đồng, gia tăng sức mạnh mềm của văn hóa thì phải gắn kết chặt chẽ văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Điều này đã đang được các huyện miền núi Quảng Nam triển khai khá hiệu quả đến thời điểm này. Du lịch văn hóa cộng đồng làng đã mang lại những trải nghiệm sinh động cho du khách về những nét văn hóa đặc sắc của một cộng đồng, một địa phương, một quốc gia. Từ đó xây dựng tình cảm, niềm tin đối với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Và ngày càng có nhiều khách quốc tế đến với vùng đồng bào Cơ Tu đã mở ra một cơ hội mới cho bà con nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, tranh đinh chỉ hay nghệ thuật đinh chỉ được tạo nên bởi sợi chỉ quấn quanh hệ thống đinh được đóng chặt trên mặt phẳng. Các đường thẳng được tạo ra khi sợi chỉ nối hai đinh với nhau. Nhiều đường thẳng khi giao nhau và thay đổi nhiều góc độ tạo nên sự xuất hiện của các đường cong. Từ những đường cong này sẽ tiếp tục tạo ra hình ảnh như việc vẽ tranh bằng bút chì. Đến nay, môn nghệ thuật này vẫn rất kén người chơi khi đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và tiêu tốn khá nhiều thời gian. Tuy vậy, qua nhiều năm với sự đam mê kiên trì với nghệ thuật tranh đinh chỉ, anh Nguyễn Đức Tiến đã cho ra đời những tác phẩm tranh độc đáo từ đinh và chỉ. Sinh năm 1992, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, ngành văn hóa du lịch, đi làm một số khách sạn ở Tam Kỳ, Đà Nẵng, Hội An. Thế nhưng anh lại có một niềm đam mê rất lớn với nghệ thuật. Cách đây 6 năm, khi tình cờ biết đến dòng tranh đinh chỉ, anh Nguyễn Đức Tiến ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ đã mày mò theo đuổi và gắn bó đến tận bây giờ. Năm 2022, Tiến đã gửi tác phẩm đến Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam. Theo đó, Hội đã làm thủ tục gửi Trung ương tuyển chọn dự triển lãm mỹ thuật khu vực Nam, Nam miền Trung Tây Nguyên lần thứ 27 tại Đắk Lắk. Qua chấm chọn của Hội Mỹ thuật Việt Nam, bức tranh Cây nguồn sống của Tiến đã được dự treo tại triển lãm này. Giai đoạn đầu thì nói chung là như hồi nãy em nói là nó bị hư nhiều lắm. 10 tác phẩm thì em không có đào tạo về mỹ thuật, nhưng mà cái thẩm mỹ của em mà nó hơi cao. Nghĩa là em làm ra 10 tác phẩm là em hài lòng 1-2 tác phẩm thôi. Nghĩa là mình thấy mình làm, thì vì so với lúc đó mình làm mới được nửa năm thì so với là ông người đi làm trước bên đứng ngồi thì tranh mình xấu, không bao giờ bằng ông được. Với lại chất liệu hồi xưa em cũng đâu chưa nghiên cứu, hồi xưa là mình chưa tìm ra được những chất liệu mà tối ưu như bây giờ. Sợi màu, chất lượng gỗ, chất lượng sợi chỉ, chất lượng đinh là không được như bây giờ. Nên làm rắn thô lắm. Nó hư, nó gãy, với lại nó không đẹp. Giá thành có báo như người ta thì cũng rất là rẻ. Không có được bao nhiêu hết. Nhưng mà cứ tự cải tiến. Mình cũng cải tiến với lại... được ví dụ như mình bán cho khách họ thích, là những người thầy của mình họ nói vì sao em làm cái lĩnh vực như thế này mà em không làm thêm mấy biểu bên Phật, hay là em làm bên hình hoa sen rồi đó, vì hoa sen với lại mấy cái áo dài Việt Nam rồi đó, là họ kêu là họ tự nói với mình là mấy lĩnh vực đó họ thích, cái mình làm thử thì người thích luôn. Tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam vẽ tranh bằng đinh chỉ vẫn chưa quá phổ biến.
Riêng ở Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, hiện nay ngoài Nguyễn Đức Tính chưa thấy nghệ sĩ nào theo đuổi thể loại nghệ thuật này. Mảng đề tài Tính thường sáng tác là chân dung, áo dài, phụ nữ, trẻ em và chủ đề về Phật Pháp. Bên cạnh đó, anh Tính cũng bắt đầu thử sức bên mảng đề tài về danh thắng quê hương, di tích, các công trình kiến trúc ở Quảng Nam. Lúc đó thì giá thành nó rất là thấp, với lại không bao nhiêu ấy. Thương mại hóa thì một tháng được vài triệu bạc, nhưng mà đủ tiền để mình mua lại nguyên liệu thôi. Nhưng mà sau đó thì mình chủ yếu là nhờ Internet, với lại mấy trang, mấy hội nhóm tranh ảnh của Việt Nam. Mình đăng lên đó, cái anh chị khách hàng ở xa, đó, họ đặt, là bắt đầu mình phải đi bán rộng ra khỏi Đà Nẵng, khỏi miền Trung và bắt đầu tới Sài Gòn, Hà Nội. Thì những năm gần đây thì mình là thiên về chất lượng với lại chiều sâu hơn, cho nên mình chỉ làm tranh độc bản thôi. Đa số độc bản là mỗi tấm thì làm một lần, nên đó thời gian rất là nhiều, một tuần, hai tuần, và có từ tấm gần hai tháng, một tháng. Sáu năm trước, Nguyễn Đức Tính đã lựa chọn và chấp nhận theo đuổi nghệ thuật tranh đinh chỉ. Với anh, đó là hành trình hạnh phúc vì được làm đúng công việc bản thân có năng khiếu, lại yêu thích, đam mê, đồng thời góp một phần nhỏ làm đa dạng sắc màu trong bức tranh hội họa của giới trẻ hiện nay. Thưa quý vị, từng có một gia đình êm ấm, nhưng nay hai vợ chồng ông Nguyễn Luật tại thôn Phú Gia, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn đã rơi vào cảnh cùng cực do căn bệnh hiểm nghèo, chạy chữa nhiều nơi, kinh tế gia đình suy kiệt. Thông qua một địa chỉ từ thiện, chúng tôi mong quý vị sẽ chia khó khăn để ông Luật tiếp tục chống chọi với bệnh tình trong những ngày tới. Chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Luật tại thôn Phú Gia, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, một bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh u hạch đang hành hạ. Nhập viện với vùng cổ dị dạng do có bướu tuyến giáp với kích thước lớn. Gần đây khối u lớn chèn ép khiến ông Luật khó thở, cơn đau thường xuyên hành hạ, tình trạng sức khỏe giảm sút, khó ăn, khó nuốt, đồng thời xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt. Theo kết luận của bác sĩ, khối u quá lớn làm biến đổi cấu trúc giải phẫu, vì vậy bác sĩ không thể tiếp nhận phẫu thuật mà cho về nhà nghỉ dưỡng. Đi lồm độc quả đó. Kệ chứ đồng nái đó, không có việc lộn, ruộng đất thì không có bao nhiêu, ở trong giường này ở đó mà ngồi, cứ đậu, chờ ở cây gọi là cổ lộn đó, lộn gì bằng thì đủ giọng, bằng thì em uống chứ còn không có chỉ lộn hết trơn. Trước đây ông Luật là lao động chính với công việc đồng áng, nông trang, vợ ông buôn bán với cửa hàng ăn uống. Cuộc sống gia đình khó khăn nên là thêm khốn khó trăm bề. Đối với ông Nguyễn Luật, thôn Phú Gia Một cũng là một trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Cũng là một trong hộ được đầu tư xóa nhà tạm. Vấn đề mà gia trọng không có công ăn việc làm ổn định, cho nên là hoàn cảnh của ông rất là khó khăn. Trước hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của gia đình ông Nguyễn Luật và bà Trần Thị Thọ, rất cần những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng mở rộng vòng tay nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ để gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức xin gửi về địa chỉ ông Nguyễn Luật tại thôn Phú Gia, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam 58 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam, điện thoại 0914 530 969. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông Lê Hùng Anh và tập đoàn Bin Corporation đã đồng hành hỗ trợ tạo điều kiện đối với các địa chỉ từ thiện của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam trong suốt thời gian qua. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ như thường lệ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm từ 60 đến 90%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Độ ẩm từ 55 đến 85%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.
thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 90%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 90%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ.